À, chào các bạn. Lúc này chúng tôi đang đứng trước một cái cơ sở chế biến một cái thiết bị là cái máy trưng cất cái tinh dầu xả cái nông hộ để tận dụng cái nguồn lá xả trưng cất thành cái tinh dầu xả rồi đóng chai đưa ra thị trường rất là hữu hiệu của anh Quỳnh Nhân Mân ở xã Thành Công, huyện Cồn Tây, tỉnh Tiền Giang. Cái xuất phát ý tưởng từ đâu? Từ ý tưởng như thế nào mà anh sáng chế ra cái máy chưng cất tinh dầu xả này? Dạ, khoảng cách đây khoảng 8 năm là em đi về vùng nông thôn đó, thấy bà con là trồng lá xả, trồng xả nhiều mà thu hoạch đó, rồi ta bỏ cái lá xả ta liệng xuống mương hoặc là đốt để nó phí, rồi cái về suy nghĩ nghiên cứu cái máy chiết xuất tinh xả dầu xả dùng cho nông hộ để cho bà con ứng dụng cái máy này để tăng giá trị cái nâng cao cái giá trị cây xả lên. Anh có thể nói về cái ứng dụng và cái công dụng khi sử dụng cái sản phẩm này của người dân? Đầu tiên là đưa cái lá xả vô vào cái phiểu để nó xay, rồi là nó cuốn lên, tự động nó cuốn lên rồi nó đưa phun vô vào máy rồi sau đó là nó hoạt động đến cái giai đoạn lấy tinh dầu xong rồi là mở cái nắp này giờ phía sau nó có một cái vít trục vít đó để nó cuốn ra lấy cái bã xả trở ra. Cái này thì đang hoạt động nhưng mà mở để ở đâu sao thấy nó xả trong đó. Xả. Lúc này thì anh Mừng đang mở cái van cái khóa để chúng ta để cho các bạn thấy được cái bên trong của cái sản phẩm chưng cất này. Đây là cái lò chạy bằng điện. Chúng ta chờ xem. Đây là lá xả là ở trong cây lò chưng cất. Có thể nói về cái ứng dụng và cái công dụng khi sử dụng cái sản phẩm này của người dân. Khi thu hoạch xả, bà con là lấy vận dụng cái lá xả đưa vào cái máy chưng cất tinh dầu. Với cái công đoạn đầu tiên là đưa vô hệ thống xay, rồi là xay nhuyễn rồi đưa lên cao tự nó đổ vào máy, rồi sau đó dùng điện hoặc là củi để đun dưới nhiệt độ lên khoảng 100 độ C thì kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ thì nó sẽ bốc hơi tinh dầu và qua hệ thống nguyên tụ rồi nó rơi xuống qua các cái công đoạn để lọc lắng ra cái tinh dầu rồi bán cho những cái công ty người ta chế biến xà bông hoặc là nước xả giải hoặc là chế là tinh luyện là dùng cái dầu để làm mỹ phẩm thoa sức cũng có giá trị tốt cho sức khỏe. Thưa các bạn, qua trình bày của anh Mừng thì chúng tôi biết thì cái người trồng xả ở huyện Tân Phú Đông nếu mà mua được cái thiết bị chưng cất này về khoảng 150 triệu thì người ta có thể chưng cất được
rất là nhiều cái tinh dầu từ những cái lá xả phế phẩm họ bỏ ra trước đây, bây giờ họ tận dụng người ta trưng cất thì sẽ đem lại một cái lợi nhuận sau khi thu hoạch của xã, rồi gọi có thể nói là lợi 3-4 lần. Ví dụ người ta có thể là lấy tinh dầu khoảng được có thể vài chục triệu đồng trong một cái mùa xả, rồi từ cái lá xả trưng cất xong người ta đưa ra, người ta lấy ra người ta sẽ ủ để ta làm nấm xả, nấm xả giống như nấm rơm. Và cái lợi nhuận thứ tư nữa, cái lợi ích thứ tư nữa là họ sẽ lấy lá xả này ta sẽ chế biến nào đó để làm cái phân xả để bón lại phân hữu cơ, bón lại cho cái xả và cái đồng ruộng đem cái đúng không? Rất là có lợi. Theo anh thì sắp tới thì sau khi mà đạt cái giải của hội thi sáng tạo thuộc tỉnh Tiền Giang này thì anh có được đạt giải ba, thì anh hy vọng với anh lúc muốn thì sẽ nhân rộng cái sản phẩm này, cái mô hình này về cái cù lao Tân Phú Đông như thế nào. Sau khi nghiên cứu thành công cái máy chiết xuất tinh dầu xả dùng cho nông hộ thì em sẽ phổ biến rộng rãi cho bà con ở vùng Tân Phú Đông để người ta ứng dụng để tận thu những cái phế phẩm mà bỏ đi trước nay để phát triển cho cái vùng nông thôn này càng ngày càng cao hơn. Cái tinh dầu xả này có thể xuất khẩu được qua các nước trên thế giới để cũng tăng kim ngạch xuất khẩu cho quê hương mình. Vậy thì anh Mừng mới trình bày cái phần mà là chế biến tinh dầu xả thôi, nhưng mà xong đây là trước khi mà thành công cái công trình này thì anh đã chế biến ra những tinh dầu xả và đóng chai, đóng hộp và chế ra những cái thiết bị dùng tận dụng tinh dầu xả để dùng trong bảo vệ sức khỏe của người dân. Một lát đây chúng tôi sẽ giới thiệu những sản phẩm của anh Mừng đến cùng các bạn. Chúng tôi đã giới thiệu thì sau khi sản xuất thành công cái thiết bị trung cấp trên đầu xã thì anh Mừng cũng đã hợp tác với các cơ sở để đóng chai làm nhãn hiệu và thương hiệu trên đầu xã thành công để cung cấp cái sản phẩm dầu cho cái sức khỏe của người dân. Đây là cái sản phẩm sau khi mình chiết xuất tinh dầu bằng cái máy chiết xuất dùng cho nông hộ, mình sản xuất ra cái chai dầu này để xong đèn để bật sáng, khử mùi không khí, là nhỏ vô cái đèn này là nó sẽ bớt sáng ra trong cái phòng làm việc. Rồi còn cái chai dầu này để thoa sức là nó có nhiều công dụng, là coi như là nó trị phong gân, làm giải cảm, rồi nó làm là chống rụng tóc, rồi với lại đau xương khớp, rồi kho sức, nó cũng tốt cho sức khỏe. Và đây là cái chai dầu này để dùng cho mình treo xe hơi, treo trong cái phòng máy lạnh nữa, để nó tỏa ra, nó khử mùi không khí, làm sạch không khí. Với cái công dụng của tinh dầu này thì bà con đã sử dụng, là tôi báo cáo là cũng rất tốt.